Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Ở lúc này đang làm buổi sáng ngày 15 tháng 6 2017, Thành Luân trân trọng giới thiệu quý vị. Ông cho lùi ra ngoài đi. Cho ra kia cho. Thành Luân tôi trân trọng giới thiệu quý vị bộ cửa võng và cuốn thư bằng gỗ vụ hàng thửa được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đang để phần mộc và hoàn thiện xong phần mộc theo yêu cầu của khách hàng, đó là chú Dũng, chú ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chú đã đặt hàng đồ gỗ Thành Luân thôi, và chiếc cửa võng này của chú, nhà chú là dài 3 mét, cực kỳ là đẳng cấp. Đây, cửa võng này đục cửa võng rơi Phúc Thọ, rơi gọi là tượng trưng cho chữ Phúc, và đây rơi ngậm chữ Thọ được gọi là Phúc Thọ. Cửa võng này nó kích thước là dài 3 mét, thực sự là để kê lên thành chiếc thì nó không kê được, nên là chúng tôi để tạm thế này thôi để quay cho chú Dũng chú xem cái phần mộc, sau đó chúng tôi sẽ đi vào hoàn thiện. Và ngoài cửa võng ra chú cầm đôi câu đối, câu đối này rất dài, câu đối lòng mò và rất dài, rất khủng, dài 2m37. Xem lại ông đặt trước cháu đo là xem là dài bao nhiêu, 3m37 hay là 3m. Đây đây trước ơi. Ông hộ cháu. Đây đôi câu đối này. Giờ giờ ông cứ thế áng trường cho cháu thôi. Ông giữ ạ. Bao nhiêu ông? Để xem lại. Rồi 2m37, chính xác là chiếc đôi câu đối này là 2m37. Và có chữ phía bên đôi câu đối bên tay trái này, chúng tôi là bình thường nếu mà khi treo thì cái đôi bên này là bên tay trái là phải thân bên phải, nhưng chúng tôi đặt tạm đây. Chúng tôi xin đọc một chữ là tổ tiên xưa vun trồng cây đức lớn cao, con cháu nay phải giữ gìn biết ơn sâu. Chúng tôi đặt theo làm theo yêu cầu của chú Dũng, chú đặt theo yêu cầu và cái chữ này chú đưa chữ thì chúng tôi làm theo trên rơi dưới nát, rất đẹp với mẫu câu đối này. Và sau khi chúng tôi quay phần mộc xong, chúng tôi sẽ cho vào đi hoàn thiện và dát vàng, chữ dát vàng cho chú. Đây là bộ cửa võng này, chúng tôi sẽ đi từ cái tai dưới này lên, rất đẹp, cửa võng này dày 6 phân, cực kỳ dày dặn. Võng này là rơi Thọ, gọi Thọ Trinh Gia hay Phúc Thọ, rất đẹp. Tuyệt vời luôn. Để trong nhà không nước. Đợi con tí. Vâng. Mình đây là thầy chùa Hà Nội và đồ gỗ Thành Luân để mua những đôi đèn. Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn khách và xin tạm dừng video clip tại đây. Và cũng mong chú Dũng thông cảm, bởi vì là cháu đã bây giờ đang có khách, phải giúp khách. Sau đó khi nào hoàn thiện lên, đồ gỗ Thành Luân sẽ giới thiệu vào trong một video clip khác. Thành Luân chuyên nhận đặt hàng theo cầu và mẫu mã kích thước của loại gỗ, các loại mẫu mã cửa võng, hoành phi câu đối, các mẫu mã, các con đi vào đi lại trực tiếp Thành Luân. Phía này đang là một bộ hoành cuốn thư câu đối bằng gỗ gõ đỏ của Lạc Phi của chú Hải, chú ở Phú Thọ, Thanh Sơn Phú Thọ. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn. Chào mừng.